Nhìn mình, nhìn mình cá chấm này. Có đúng xếp mình cá chấm không? Mình cá chấm là mình như nào? Người ta đã bảo là mình cá chấm là kinh khủng lắm. Mình cá chấm là mình như thế nào? Đấy. Nên em nhìn từ trên xuống dưới em thấy xếp đúng là mình cá chấm này. Bỏ tay ra. Đó. Thế có đúng là xếp mình cá chấm không? Em mà biết được. Đấy, đây này, mình cá chấm này. Em đi ra kia. Em khẳng định luôn mình cá chấm là khỏe cực kỳ rồi đấy. Thế xếp làm bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần hỏi làm gì? Không hỏi chứ, em còn đứng đây em hỏi còn lâu. Không trả lời em còn hỏi còn lâu. Bao nhiêu lần? Nói. Bao nhiêu lần để nó hỏi để làm gì? Bao nhiêu lần? Nói. Nói. Bao nhiêu lần? Đi ra kia. Thì bao nhiêu lần? Nói. Đây là bộ đôi hoàn hảo sẽ giúp cho anh em mình có những trận mây mưa kinh điển nhớ mãi không quên. Kẹo nhất dạ ngũ giao sẽ giúp cho mình cứng đe cứng đét một đêm 2-3 hiệp không mệt và cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 lúc nào cũng như chưa làm gì cả, tăng size, tăng kích cỡ lên một chút. Còn cao xỉn xú sẽ giúp cho các anh mình kéo dài thời gian từ 20 đến 40 phút. Khi nào mà mình muốn ra phải tập trung cao độ, dập với tốc độ cao thì mới có thể ra được. Hãy inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình nhé.